Đây là sảnh để chào đón những thành viên và những người yêu thích về phần mềm nguồn mở. Hàng năm được tổ chức vào tháng 2 ở Bỉ và nơi tập hợp của rất nhiều người am hiểu về phần mềm nguồn mở ở châu Âu. Hi, chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Hiện tại thì Linh đang đứng ở một cái trường đại học ở Bỉ. Thì bây giờ vào ngày cuối tuần, nhưng mọi người thấy xung quanh Linh thì cũng có rất là nhiều người đi vào trường đại học. Lý do vì sao họ đến cái trường đại học này vào ngày cuối tuần là tại vì mỗi một năm vào khoảng cái thời gian này có một cái chương trình rất là lớn về cái Open Software. Nếu mà những người nào mà thích về máy tính, về những cái software hoặc là hardware, phần cứng, phần mềm á, thì nhất là ở châu Âu thì nên đến tham gia cái lễ hội này. Tại vì ở đây họ có nhiều cái thuyết trình nè, rồi cái giới thiệu sản phẩm mới, và cho mọi người, tất cả những người hầu như là thành viên IT software ở châu Âu sẽ tập trung ở đây. Tất cả nha cả nhà, nghĩa là rất là đông luôn tới cái khuôn viên này. Và Linh nghe nói thì nói chung là từ từ đi, Linh sẽ nói sao về cái chuyện họ tổ chức như thế nào và như thế nào. Rồi mọi người hãy theo dõi cái hành trình đi vào cái trường đại học này với Linh nhé. Cái trường này nhìn rất là, phải nói là vừa cổ kính mà là vừa cũ kỹ luôn á cả nhà. Mình không có thấy cái nét hiện đại ở trong cái trường này. Mình chưa biết cái trường này là còn có nhiều khuôn viên khác không. Tại vì mình khi mà mình quay cho các bạn thấy ở đây nè, thì là một cái khuôn viên mình đang đi thôi. Và nguyên cái khuôn viên này ở bên trong có những cái tòa nhà bên trong luôn. Thì mình cảm giác nó giống như là, sorry, I have no idea. Nó giống như là những cái tòa nhà bỏ hoang á cả nhà, chứ không phải là cái trường đang được sử dụng. Have no idea. That's it. Ok. Bây giờ mình đi tìm một cái gọi là cái hội trường mà anh xã Linh muốn nghe cái thuyết trình của cái Open Software mới. Đi vòng vòng thì mọi người thấy rồi đó, chẳng biết nó ở cái chỗ nào nữa. Hy vọng là nó ở đây đi. Tại vì mình đi dạo ngoài như vậy mình cũng thấy chán nữa. Mọi người đang đi vào nè. Tôi nghĩ là ở cái chỗ này rồi. Mọi người thấy không? Hôm nay là cái ngày cuối tuần, cho nên đương nhiên ở đây sẽ không có học viên để học. Nhưng mà mình cảm giác cái tòa nhà nó không có được sử dụng nhiều. Ở đây trong có một hội trường, người ta đang hội họp thì mình không quay. Do we have other pens? Yes, I will find them. Wait a second. So, sorry, I have to. I am very well. I do have a hiring material on GitHub, right? Where I say, hey, if you want to hire me, here are a few patches that you can take a look at the quality of, judge them, and then maybe hire me. I'm not sure.
So iTunes is very much more expansive view of what software is. But if you'll indulge me with the term software supply chain, lots has been made about the fact that today, 2023, open source software is incredibly pervasive. Because the further upstream you go in most software supply chains, even if the end result is proprietary software, the further upstream, the much more likely it is that your dependencies, your components are open source code. Something like 78%, according to a study by Synopsys last year, 78% of code in a typical product code piece, that could be a container image, that could be software at home, that could be for a car, 78% on average is pre-existing open source code. That last 22% is the part that the company put its name on and whatever. But 97% of code base is somewhere contained open source software. And 85% of code base is contained open source and is more than 4 years out of date. Because there are still internet problems. Stand somewhere. Anh đứng ở chỗ nào đi để em quay anh để cho người ta được có la em. Tội nghiệp Linh không cả nhà. Mình muốn quay phim mấy cái chỗ này mình đi kè kè cái ông này nè để mình quay chỗ. Anh xã mình đó. And they get really well trained. Same. What are the bad things to run? RFPs have not have fun. Waiting for a lot of cool. Sir, Robert 6. Beautiful. Thank you. Thank you. Hey, downstairs. Mấy cái áo này là mình mua. Mấy cái áo này là mình mua để mình ủng hộ cái tổ chức này. Are they nice? Get some stickers there. Mấy cái sticker này dễ thương quá. Những cái này thì mình được lấy miễn phí. Take some En fait, c'est la même. Là, c'est un proof of concept des. Maintenant que tout a été renettoyé depuis la génération. Nice of you to print those stickers as well. Nice print those stickers. I think it's for observability. A not so high technical teacher to bring it up in a certain nuance, and also it can scale. Now we have it in Catalonia, in 68 secondary schools, they are using. We have 20,000 desktops used by the users. And it brings features like the interact, the teacher can interact with every student. With every student, and also it brings a lot of autonomy to the teacher. Because he can create in a matter of seconds a template from the desktop and share it with the students. They create all they the can work from start at the starting point for their work. Okay. Yeah, exactly. And it's really quick to create and destroy everything. So it's just to deliver.
classique, où là, on a découvert des trucs à considérer. Un trait en léger, c'est une sorte de mini tour. Souvent, on joue à galerie d'un écran, avec le petit Mesa. Et en gros, la mini tour, en fait, c'est mình vừa gặp một em người Việt, em đó cũng giỏi lắm, làm ở bên đó, làm trong mấy cái open square này nè. Nhưng mà mình lại không có dám quay là tại vì cũng ngại, không biết là em đó có thích hay không. And in the English one page, we have all the stands listed. Đây là một góc khác. Cái góc này thì Linh nhìn có vẻ hiện đại hơn. Mùa này thì cây nó rụng lá hết rồi và bầu trời rất là xám xịt, làm cho mình có cảm giác là hơi bị stress nhiều cả nhà. Coi tòa nhà này nè, không biết làm gì mà nhìn nó không biết, hoặc là nhà kho mình ba. Nhà kho cả nhà ơi, thấy bên trong chứa rất là nhiều đồ. Hôm nay là nơi tập trung của rất nhiều IT trên ở châu Âu, gần như là toàn châu Âu. Cho nên mọi người thấy là cuối tuần nhưng vẫn có rất là nhiều người đến tham gia và đi lại trong cái khuôn viên trường này. Ok, mình đi đường này. Góc quay này nhìn có vẻ đẹp hơn một tí, sáng lạng hơn tí. So how do you run the board? Do you have a like a DMU and... Đây là Camon Institute Education. Giờ tụi mình đi ra ngoài để coi ở đây có mấy cái gọi là mấy cái xe bán thức ăn nè. Mình coi họ bán thức ăn gì, nếu mà mình thấy tiện lợi thì mình sẽ ăn ở đây. Bây giờ thì có giờ rất là thì nhiều người tập trung ở đây, cũng cho nên bắt đầu có nhiều người đến để mua đồ ăn và đi vòng vòng ăn rồi. Thì cái này á, họ làm như vậy rất là tiện lợi. Bình thường thì mình không biết tại chỗ, mình tại chỗ luôn tới đây. Còn nếu mình cho đi ra cái biết là xa xa thì bình thường bị trễ những cái mấy cái xe thịt ăn ở ngoài như thế này hay không, hay là chỉ là cái tổ chức hôm nay để mời tới để bán cho mọi người ở đây ăn thôi. Bánh pizza đó cả nhà. Đông quá đông luôn. That's an SMGP, so...
Thường mấy chỗ này sẽ bán xúc xích bánh mì nè, khoai tây chiên, pizza. Pizza bên cái khoai tây chiên ở bên Bỉ cũng nổi tiếng đó, mọi người đã ăn sắp bò. Thôi mình tắt máy. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Nếu cả nhà thích thì hãy share, like và subscribe cho Linh nhé. Linh cảm ơn cả nhà nhiều và hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau. Bye bye, chúc một ngày thật vui.